Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.